em cu con đâu. Bà gọi mà cu con hắn ớ hắn không biết là bà gọi mẹ em nào. Thế em con đâu? Em con đâu rồi? Em cu con ở cái phòng. À thế hả? Thế em của con có ngoan không? Trời ơi, có con ngựa yêu quá. Giống bà cứ ngựa yêu quá. Thế ba Hùng với mẹ Hà đâu rồi? Cho bà mượn ba Hùng với mẹ Hà một tí nào. Mẹ Hà một tí hả? Ừ, cho bà mượn mẹ Hà hoặc ba Hùng một tí. Con gọi đi, con gọi ba Hùng cho mẹ nào hay mẹ Hà cũng được nào. Thế mẹ Hà con có khỏe không? Dạ có. Có ăn được nhiều không? Ăn được nhiều không? Có nhiều sữa không? Bà bảo này tí nào. Bà dặn tí nào. Bò đồ của em bé. Ừ. Daddy đang rửa đồ cho em bé hả? Rửa cái bò đồ tức là rửa cái bình sữa. Càng lớn thì cái từ mà nó được nghe nhiều thì nó sẽ nhanh hơn là cái từ mà nó thường. Nếu như mà học tiếng Anh như cỡ lớp 5, lớp 6 giờ ở đây giờ nói chuyện tiếng Anh với nó là sao nói được không? Làm sao mà nói được bố. Nói nhanh cái là đỡ ra ngày. Quân còn mất dép chạy về quê thay mình nữa nè. Nhẹ. Chứ Quân không thể nói chuyện được với Sumi. Chỉ có bà nội mới nói được thôi đúng không? Trình độ tiếng Anh của bà nội hơi khá cho nên là bà mới nói được. Tắm cái gì đó? Con tắm cơ mà. Mẹ đang nói con tắm cho em đó. Như cái clip mà Hà nó bảo con là anh phải nhảy ùm xuống hồ nhà chị Ly cho nó khỏi lạnh đấy, là mẹ đã vào bình luận là các con không lên nhảy ùm như thế, lạnh đột ngột là không tốt. Thế nhưng mà mẹ chưa dặn được kỹ. Lần sau con tắm cho em nhé. Con phải ôm em vào lòng, cởi hết đồ ra xong ôm em vào lòng, bắt đầu con rửa mặt, rửa mũi cho em. Rửa mắt trước, rửa mặt, rửa mũi. Gội đầu, lau cổ, lau ý như kiểu như thế. Lạnh đột ngột em nó đang phổi nó đang yếu. Thế mà con lại thả em làm cái ùm một nhát xuống thau nước như thế là mẹ không đồng ý đâu. Mà không khoa học tí nào cả, con phải cho em làm quen dần với nước. Con bắt đầu vào là con rửa mặt, rửa mũi cho em để gội đầu, rửa cổ, rửa chân, rửa tay. Xong con rửa từ chân xuống, xong con thả hai cái chân em xuống trước, xong hạ cái đít em xuống, cái lưng xuống sau cùng. Xong là con mới kỳ cái phần đấy sau. Thế chứ bây giờ con cứ thả em làm cái ùm một nhát như cái clip con thả xuống đây làm là không được. Trông con bế em thả tắm cho em như thế là được rồi, nhưng mà quy trình là chưa đúng. Hơn nữa đấy là về việc tắm cho em, việc nữa là bế em là con phải đỡ vào cái gáy của em, chứ con cứ vắt vai như thế xong con sơ hoa ra một tí là nó ật ra nhát là thôi đi, gãy cổ là thôi đi. Mà cái cột sống của em nó còn non, con đừng vắt vai như thế. Vỗ là cái tay con này con phải đỡ vào cổ gáy của em, thế còn cái cọng tay này này là con phải đỡ vào cái xương sống cho em. Nó phải tầm được 3 tháng thì bế vác như thế được. Ở Việt Nam 3 tháng người ta mới bắt đầu cho bế vác, người ta chỉ bế một tí thôi, chứ người ta bây giờ cái cột sống của em nó còn non mà con làm như thế là không được. Sao mà nó lùn là tại người chăm sóc? Các cái đốt sụn khớp với nó hẳn non này, các cái cột sống của em nó còn non này, sau rồi nó còng, nó gù rồi là nó biến dạng cái cột sống đi, xấu dai đi. Người họ Phạm có ai xấu đâu mà chúng mày làm hỏng người họ Phạm nhà tao đi là chết đi. Thế nhớ tắm cho em là con phải tắm từ từ cho em làm quen dần với nước, chứ đừng thả em ùm nhất xuống thau như thế nhé con nhé. Chứ đừng ấy mà thả em ùm xuống nước như thế là mẹ không đồng ý. Thế này Hà ăn được nhiều không? Có nhiều sữa chưa? Chịu khó cho em mút đi, cho em kích thích môi em vào đầu ti mẹ thì nó mới ra sữa nhiều.